Đây là ở đâu Hà Đông bác nhỉ? Tổ 5 Yên Nghĩa Hà Đông. Đấy. Nhà bác có cặp loa PV. PV này cũng khá lâu rồi đấy. À. Con này nó lại là một bát hai trùng chép. Đấy, lắp xong tối lên liên hoan là đẹp luôn. Sẵn đang thịt gà rồi. Rửa. Đây, cái set này thì bác cũng qua bên cửa hàng với em và test rồi. Sẽ bao gồm là một con súp LX S87 trong cái series LX8. Đẩy sử dụng đẩy 4 kênh 4900 thì để chơi cái loa này. Vang số với dùng dòng S700 mic 550. Đây. Còn nguyên hộp này. Và một con nguồn FP10 Plus. Đây. Bộ cũ là dùng âm ly. Âm ly đánh khả năng là không căng được cái loa này đâu. Đấy. Có một cái điểm là khi mà chúng ta để thiết bị âm thanh ở trong những cái tủ như này các bác nhé, thì đa phần là cái tủ như này thì sẽ phải cắt, vì cái chiều sâu của nó để đẩy nó sẽ bị lồi ra. Đấy. Nên là đa phần là sẽ phải cắt cái tủ ấy đi. Vâng, bây giờ cứ cắt một lỗ ra được. Nếu mà cắt cái đấy thì phải cắt cả cái tủ ấy, ngang hết rồi. Dây bỏ luôn. Dây thay dây mới luôn. Rút bỏ luôn. Dây dợ là tất cả là không lấy cái gì hết. Cả dây loa luôn thế. Dây loa bỏ luôn. Đây, nhìn đen đồng bộ. Súp phải đánh tiếng rất hay anh em nhé. Loa này nó là loa bao ơi anh em nhé, một tát hai trùng một chép, nhưng mà một thời gian dài không sử dụng nên là nó cái trùng có vấn đề, chép vấn đề, hai loa tiếng khác nhau, nên bây giờ sẽ cố gắng tận dụng thôi. Mất gãy trùng và mất gãy chất cao, nghe nó sẽ hơi thế thế một chút. Về vấn đề là mình sẽ xử lý âm sao cho nó nghe nó ổn nhất có thể. Mời các bác lắng nghe cái chất nhạc. Còn loa chép thông minh chống cháy 100%. Cái loa này là cái trục đang có vấn đề. Em đang bảo bác cần thay loa mới. Đây các bác nghe không ạ? Giống kiểu là cái tuổi thọ nó lâu rồi ấy. Giống như kiểu là bà cụ 80-90 tuổi rồi. Người thành đã ngàn kiếp yêu thương.
rừng vui vơi.